Hello, 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 xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Đấu Trường Phái Sinh. Mình có để một cái lệnh ở 1035 và nói chung là mình chờ đợi khá là lâu rồi các bạn. Nói chung là đây gọi là vào đúng điểm, thị trường đi một dịp ngang rất là dài này. Khối lượng lớn kỳ vọng sẽ có một nhịp tăng khá là ổn định từ đây trở đi. Tuy nhiên là phải theo dõi, tại vì nó nhảy lên đây xong rồi nó lại chui về đây khá là sâu, trong khi khối lượng lại không thấy tăng nhiều mấy. Đến bước này là ta sẽ phải theo dõi rất là kỹ. Tuy nhiên thì mình có hy vọng là đây các bạn nhìn một cái nhịp long ngắn hay mạnh hay yếu thì ta sẽ phải chờ đợi xem, có kỳ vọng nó có thể lên được đến 1043 gì đấy, gọi là cái điểm chạm này, còn mạnh nhất thì có thể qua được đến 1047 đó. Nhưng mà nếu mà nó dừng ở tầm điểm bây giờ ấy, xong nó đi ngang và đi xuống lại đi lên đến tầm này thì cũng là hợp lý, tại vì nó cũng gần vùng cản rồi, vùng cản này rồi. Còn ta về 1 phút ta theo dõi thêm rồi nào, đẩy lên rất mạnh đấy các bạn đấy nhá, xong lại bị xuống, bị chốt rất là nhiều đấy các bạn nhìn này. Nói chung là ta sẽ phải ngồi chờ đợi xem nó sẽ lên đến đâu thì đi như nào để xử lý. Cơ bản thì các bạn nhìn này, hai đáy sau cao hơn này, đây gọi là một nhịp quét stop loss chút đúng không ạ, cho lên chút, đáy sau cao hơn tí này, cao hơn này, xong bắt đầu bùng nổ ở đây, một khối lượng bắt đầu bùng nổ ở đây đó. Thì thật ra là mình cũng đã thấy được là nó sẽ có một nhịp lên, thế là mình nhận định như thế và mình đã để một cái lệnh khá là lâu rồi ấy. Phải đến cái lúc cái đoạn bùng nổ này mình mới bắt đầu làm video cho các bạn. Cơ bản là nhìn cái dấu hiệu thị trường chung ấy thì mình nhận định hôm nay nhận định khá là đúng đó. Nên là ta sẽ chờ đợi xem để xử lý lệnh thôi. Một là ta sẽ chốt sớm, tại vì như mình bảo rất có thể nó sẽ vận động ở đâu đó vùng 3-4-3 này. Đấy, từ 4-1 đến 4-3 này, kịch lên được đến 4-7, 6-7, cái vùng này, nó vận động vùng này. Tức là nếu mà nó lên, còn tất nhiên nó xuống thì chúng ta phải xử lý sớm lệnh ở cái khoảng mà chúng ta đang có lãi này. Chúng ta phải xử lý sớm ở cái khoảng mà chúng ta đang có lãi này. Đấy, chúng ta sẽ chờ xem nó sẽ vận động như thế nào. Đây là một cái điểm gọi là điểm 5K này. Nếu mà bây giờ các bạn vẽ một vùng hỗ trợ thì ta sẽ vẽ ở cái điểm cuối của vùng 5K này nhé. Đây. Đấy. 5.000. Ta vẽ ở đây. Về đây đập lên thì là ok, nhưng mà về đây đánh qua đây xuống dưới này thì cũng không ổn định lắm đâu các bạn nhé. Đây, đánh xuống rồi này. Quay lên đi, please. Nên về cơ bản chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta sẽ xử lý lệnh sớm nếu như có vấn đề gì, còn nếu không chúng ta chờ đợi xem có liệu hôm nay có được một cái nhịp long khá là dài hay không. Mình sẽ phải sử dụng xử lý lệnh trên điện thoại, tại vì bây giờ mình sẽ đi có việc, mình có công việc ngày hôm nay, nên là mình sẽ dừng video ở đây. Tuy nhiên là mình muốn chia sẻ với các bạn để ý chúng ta các dấu hiệu có thể, ra để ý các dấu hiệu có thể sẽ có một nhịp tăng, ví dụ như là trong cái phiên sáng nay nó lên một cái gap bằng này điểm, và trong quá trình đánh từ cả buổi sáng nó không có nhịp nào xuống quá sâu, nghĩa là không xuống được quá 50% cái điểm gap này đúng không ạ. Đó, như vậy là chúng ta kỳ vọng là nó sẽ có một cái nhịp lên. Đây các bạn xem này, đánh xuống đúng cái vùng này. Đấy, chạm vùng này xong là chúng ta để ý cái thanh xanh khá là nhiều, cái lên dần đúng không ạ. Đặc biệt là như mình bảo lúc nãy, cái đáy ấy, biểu đồ 1 phút này, đáy sau cơ hội đáy trước này. Đó. Thì nhiều bạn ví dụ đến vùng này là chúng ta để ý này, đánh chạm bao nhiêu lần lên chạm vùng này. Mình thấy là đánh quá tam ba bận, đánh 3 nhịp không lên thì mình thường phải xuống ở đây đánh tiếp 4, 5, 6, 7 nhịp. Vậy kỳ vọng ra là nó rất có thể là muốn thị trường, là muốn đánh lên. Đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy để ý là cái đội mà chờ sọt trên này cũng khá là nhiều, cho nên chính vì vậy mà nó đi mãi cả buổi sáng, đến giờ chiều này mới lên được.
Như vậy là đang theo xu hướng khá là tốt, thì chúng ta sẽ theo dõi và xử lý lệnh. Mình chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu, bên gia đình. Và chúng ta, với những bạn mà đang bị thua lỗ ấy, mình hy vọng rằng mấy ngày nghỉ này sẽ là những thời gian mà để các bạn gọi là thư giãn một chút này, nhìn lại cái quá trình giao dịch của các bạn một chút xem là mình đã sai ở đâu. Thực ra là gần như là có rất nhiều bạn nhắn tin rồi chia sẻ với mình, rồi trong những cái lớp học một một của mình ấy, cái lớp chia sẻ của mình ấy, các bạn cũng chia sẻ khá là nhiều là gì ạ? Các bạn biết được cái lỗi của mình, các bạn biết được điểm yếu của mình, các bạn biết được cái sai của mình, nhưng cơ bản các bạn không sửa được. Như vậy chứng tỏ là gì ạ? Cái vấn đề ở đây nó nằm ở chính các bạn thôi, đúng không ạ? Đối với những bạn đang bị thua lỗ, rất nhiều bạn đã tham gia cái lớp học chia sẻ của mình rồi ấy. Cái cách thức mà mình chia sẻ với các bạn thì nó quan trọng nhất vẫn là bạn là người phải xử lý. Đó. Thì với những bạn mà đang thua lỗ khá là nhiều ấy, mình hy vọng rằng sau mấy ngày nghỉ, trong những mấy ngày nghỉ này các bạn sẽ có thời gian các bạn đi chơi này, thư thái thoải mái một chút. Hãy coi cái số tiền mất của các bạn này, nó là một cái gọi là cái phí học phí đi, để dạ, và các bạn quay lại các bạn làm mới lại mình. Và các bạn có kỷ luật, có nguyên tắc giao dịch cẩn thận hẳn hoi, vào giao dịch có mục đích rõ ràng. Chúng ta phải có mục đích thì chúng ta mới đạt được, mới làm được, chứ còn cứ để nó bơ vơ như thế chúng ta làm sao mà có thể thành công được, đúng không ạ? Ý là người ta biết là cái đích của mình là gì, mình muốn đến là ở đâu, và mỗi một ngày giao dịch chúng ta có những cái đích cụ thể đó. Thì mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ này, có thời gian nhìn lại bản thân mình trong quá trình giao dịch này, xem lại những cái lỗi ở đâu này, và cố gắng sau những kỳ nghỉ các bạn sẽ giao dịch hiệu quả hơn. Chúng ta kỷ luật sửa lỗi, kỷ luật sửa lỗi, duy trì vốn để giao dịch, chứ chúng ta không để mất, chúng ta không để mất theo đà rồi cuối cùng các bạn mất nhiều quá, chán nản cứ để kệ đây, đúng không ạ? Thì đó là những sai lầm rất là lớn đó. Rất nhiều bạn rồi trong những cái buổi chia sẻ của mình, các bạn nói là các bạn biết là mình như này như kia, thậm chí là các bạn trước khi vào giao dịch các bạn đã cố gắng nói với bản thân mình là mình sẽ không là như này không như kia, nhưng khi mà giao dịch thì các bạn dễ bị theo đà của thị trường đấy. Nên là mình rất hy vọng 4-5 ngày nghỉ là 4-5 ngày các bạn nhìn lại. Khi mà các bạn nhìn lại, các bạn viết ra giấy, các bạn sẽ thấy là gì? À, lỗi nó chỉ như thế thôi. Đó, các bạn nỗ lực, các bạn nhìn nhận được nó rồi, nhưng các bạn không sửa được nó. Đấy là cái quan trọng nhất. Và mình kỳ vọng rằng là các bạn sẽ làm được cái điều này, đó là gì ạ? Nhìn lại cái lỗi của mình đi, viết nó to vào, dán nó trước màn hình máy tính, cạnh cái tường gì đấy chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy à, ví dụ để ô tròn tích tích vào đây, nếu mà hôm nào các bạn làm được, các bạn xử lý lệnh được tốt này, các bạn tuân thủ kỷ luật thì tích vào, còn nếu không là gì, đến khi thua lỗ là các bạn nhìn thấy rõ là chỉ vì mình không làm được cái điều đấy, đúng không ạ? Và nếu như bạn nào làm được thì các bạn thấy là nó đơn giản đó, mình thua không thua quá nhiều, còn những ngày mình thắng thì mình thắng được kha khá, thì mình bù lại những ngày thua thì nó mới có ngày chúng ta có lãi được. Chứ còn nếu mà đa số chúng ta cứ để thua nhiều hơn ngày lãi, đúng không ạ? Thua thì thua rất là nhiều, lãi thì lãi tí, thì đến bao giờ chúng ta mới thành công được đó. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đấu Trường Phái Sinh. Mình quay video này thực chất là chỉ muốn gửi lời chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bên gia đình. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau những ngày nghỉ, trong những phiên giao dịch tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh, và chúc các bạn thật là nhiều niềm vui và sẽ giao dịch hiệu quả hơn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.